Ngay giữa ngày xưa, từ hồi chúng ta còn là những tấm chiếu chưa trải trong cuộc đời này, vua Hùng thứ 18 có một cô con gái rất xinh đẹp. Nàng mang tên Mị Nương, người con gái tài sắc vẹn toàn. Nàng công chúa đã tới tuổi cập kê, vua mới ban truyền trong dân gian tìm nhân tài kén làm phò mã. Bái kiến vua Hùng. Bái kiến vua. Miền lệ. Dạ bẩm, con là Thủy Tinh. Bẩm phu Hùng, con là Sơn Tinh. Được, ta sẽ ưng thuận cả con gái cho người đến sớm nhất vào ngày mai. The next day. Anh ơi, anh ơi, SOS gấp lắm rồi, lên xem đi không? Ngươi là ai? Có xe cúc của nhà ngươi có thể đưa ta đến trước Sơn Tinh không? Ừ, xe nhà em. Honda chọn niềm tin, xe số mạnh, ít hao xăng. Với thiết kế nhỏ gọn tiện dụng, anh muốn em luồn lách sao cũng được. Động cơ xăng 4 thì áp dụng công nghệ liên tiến làm mát bằng không khí, giúp xe hoạt động êm ái hơn, không bị gắn máy. Bóng đốt xe được thiết kế mới hoàn toàn tăng khả năng đốt cháy nhiên liệu, ít khí thải hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Phóng nhanh như cơn gió, lướt qua mặt Sơn Tinh, anh chắc chắn sẽ rước được Mị Nương. Đây là những lễ vật mà vua Hùng đã dặn. Được, rất tốt, ta sẽ giao con gái cho người. Honda chọn niềm tin, chọn tình yêu.